lại phá thai với em? Ý là chồng em nói là ngừa uống thuốc ngừa thai rồi dùng dùng bao cái xu á, nên là sao mà có bé hả? Mẹ nhắm mẹ ở đây được thì mẹ ở, còn không thì mẹ về mẹ nuôi đi. Chồng em đánh em lấy cái bình nước đá đập lên cái lưng em này nè. Em về mẹ uống thuốc mà không có họ kêu cắt buồng trứng của em á, không cho đẻ nữa. Ai kêu cắt buồng trứng của chị? Bên nhà chồng á, vợ thì kiếm một khác, còn mà mất mẹ thì ông có kiếm được. Người ta say xỉn quá, lúc mà ấy mà người ta kêu là chưa ra, em thì cảm nhận được rồi, nhưng mà chưa ra không có uống thuốc. Nên đe dọa, biểu ba dù coi sau này có cái gì đi ba thông cảm cho con. Con mà gặp bé Thảo ở đâu là con giết chết ở đó. Trời ơi. Là thấy vợ ở đâu là giết chết ở đó. Em mà về đó mà nó không thấy rồi nó giết. Con này mới về đây á, nó điện xuống đây nó nói. Bây giờ là chồng em là nói là gặp ở đâu chém đó hay sao? Dạ, em mà về đó là không có cho vô nhà. Là sao em tâm sự đi, chồng em nói làm sao? Chồng em nhắn tin á, là em về đó là chồng em không có cho vô nhà, đuổi ra đường. Chỉ là chờ tòa kêu ly dị thì ly dị thôi. Mình nghĩ là trong nhà mình, trong tình cảnh của mình nghèo quá, người ta khinh dễ. Cái lúc đầu người ta nói ngon nói ngọt, vì sao người ta khinh con mình, người ta khinh cả mình. Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong cùng với anh Tâm, chị Ngọc bữa nay là đi xuống tuốt ở dưới Định Quán Đồng Nai của bác anh chị, là xuống thăm hoàn cảnh của bé Thảo. Năm nay là cũng hai mấy tuổi rồi, thì có hai đứa con, thì không có biết á là tình cảm vợ chồng hai đứa như thế nào á. Thì bây giờ bé Thảo về đây rồi. Lúc trước á thì Phong Nguyễn cùng với Tấn á có ghi hình em Thảo rồi, thì trong cái vụ việc gia đình á thì cũng có nhiều cái cũng rất khó nói, thì để người trong cuộc á sẽ nói sẽ dễ dàng hơn. Thì bữa nay là Phong cũng có ít duyên từ phía Mạnh Thường Quân, và anh Tâm, chị Ngọc ở đây á là cũng muốn bữa nay là xuống thăm gia đình của bé Thảo với một cái đứa bé mới sinh ra là cũng bao nhiêu tuổi vậy chị? Còn nhỏ mà. Nhỏ ha. Chưa được tuổi. Bữa nay sao đi tới đây mình có cảm giác mình thấy sự ấm áp của bà con ở đây đón tiếp mình hả chị ha? Có hay. Chào khán giả đi chị. Dạ xin chào bà con ạ. À. Rồi chào bà con. Rồi anh Lâm. Rồi thôi thì trước á thì Phong Nguyễn với Đoàn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả Mạnh Thường Quân. Thì cô chú anh chị xem nè, ở đây núi đồi giống ngoài miền Trung vậy đó. Đồng Nai á thì hình ảnh đẹp, con người cũng thật thà, bình dị dễ thương đó. Thì hồi bây giờ thì Phong Nguyễn mời cô chú anh chị cùng đón xem đoạn clip ngắn của Phong Nguyễn nha. Giờ mấy anh em cũng lên xe. Ở đây có hai cái người anh dễ thương. Tâm nhọc đó. Đây cánh đồng lúa nhìn bạc ngàn luôn. Thì Phong cũng muốn là quay chia sẻ cho bà cô bác xem đó, những ngọn núi chập trùng. Nói chung bà con ở đây chủ yếu là trồng mít với điều đó cô chú anh chị. Thì tại vì đất cũng đất sỏi á, nên ít trồng cây ăn trái được. Đó cô chú anh chị xem nè, cỏ ở đây người ta cũng không săn bắt nữa, nên là quá trời cỏ này là cỏ trắng không à. Đó cô chú anh chị xem nè, bầy cỏ rồi quá trời. Cái này còn cả mấy trăm con á, trắng cả cánh đồng luôn. Mà sao cái đám ruộng ở đây thì nó bu đông quá, mà sao bên đây nó không có, bên đây không có. Đó, quá trời luôn. Nhìn chị xem. Anh này hôm bữa đi vô đây á, là cái đoạn đường này nó sình không cô chú chị. Nay là chắc cũng bà con dân địa phương á thì cũng có làm một cái đường bê tông cứng cát rồi, nhưng mà xe lớn vô không có được, phải đi xe máy. Cảnh đẹp quá Lâm ha. Có lộ này đi bà con có phát triển được rồi, có đường rồi nhằm đi di chuyển trái cây rồi ra cũng dễ nữa. Đúng rồi, lúc mình đường này mình đi sình đất không mà đi đường này không đây. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy lên cũng dốc dữ à. Đây là tay lái lụa chạy mới được cô chú anh chị.
Đá sỏi không? Đây kêu bằng đá ong không? Đây, ở đúng rồi, cái nhà trong đây. Đấy, rồi cho xuống đi. Xuống nó chắc cú rồi nè. Xuống. Để xuống lên lắm. Rồi. Vô đi anh, chạy vô luôn đi anh. Chạy vô. Thì Ngọc sắp từng sắp dứt đất luôn à. Đây con gì kêu quá trời Lâm ơi. Con gì kêu quá. Đây mấy cái này mà trồng trái cây Phong nghĩ cây cối rồi chắc cũng khó tốt nổi. Còn là đá sỏi luôn. Đi đúng nhà không mà chạy giống như vô rừng á con chú kìa. Coi chừng chó cắn anh ơi. Đúng nhà không ta? Không hiểu nổi luôn. Chạy dưa. Lè lưỡi. Chó cắn mà. Lè lưỡi. Gì chị? Đi vậy đó. Ủa bây giờ không nhớ. Dạ dạ. Đi, vô. Ủa giờ nhà ở đâu? Đây nè. Dạ, nằm đây. Thở quá trời á. Anh chạy xe, tụi em chạy bộ mà. Rồi hai anh ngồi ở đây nha. Nhớ giữ xe nha anh. Vô cho mát. Mấy anh. Nó làm như nhà nó vậy, nó mời người ta. Dạ, có mấy nước nè, nè, chảy nước cho của mình nè. Mày chưa biết có nước mà uống. Rồi nói chuyện lớn nha, bây giờ quên đem đồ nghề. Đây. Chú kìa. Chú đi lên phía trước kìa chị. Chào anh, khỏe anh. Dạ. Ở đây mà bẫy vắng dữ lắm á anh Tâm. Vắng dít không. Rồi, củi ở nhà trồng củi. Không gian. Vô mánh rồi. Sao chị vụ gì vậy? Me. Trời ơi, sao mà đi tới đây nghe cái mùi chua. Ra thấy em mà. Chào chú. Chú. Dạ. Chú nhớ tụi con không? Nhớ. Dạ dạ. Đây anh Tâm chị Ngọc. Thăm tính đi. Đi làm. Dạ. Dạ không sao đâu. Không sao. Em ra thăm bé Thảo chứ. Có bé Thảo ở nhà không chú? Đang ngồi sao. Dạ dạ đang. Ôi. Ừ khỏe không con? Dạ. Trời đất ơi. Trời ơi nay sao ốm dữ em? Bé Thảo không? Ừ bé Thảo này ốm quá trời. Ở này ốm không? Ê mình đứng xa xa bé đi. Dạ. Trời ơi con gái. Trời vậy là mua hao đầu mà đâu có vừa. Tao nhớ bé cũng bự mà nay nhỏ ngoài mới mấy tháng à, chưa tới 1 tuổi mà đầu này còn có tuổi. Hôm bữa giờ ăn uống sao mà sơ sát như vậy? Chăm bé. Trời ơi. Ăn đi con. Bé thì nhìn thấy ok luôn á mà sao mà mẹ bé bây giờ thấy ốm à. Đeo quá hả? Quá trời ốm nheo nhách nè. Đi vô luôn anh Tâm ơi. Ốm quá ai. À, coi chừng chó cắn em bị cắn 4 lần rồi đó. Dạ, mẹ tội thôi, tội hết sức luôn. Bữa nay thấy bé Thảo thấy ốm quá trời. Ăn uống gì được không mà ốm vậy con? Dạ cũng được mà. Dạ. Ừ. Biết sao con ăn nhiều chút đừng có sữa cho em bé bú. Dạ. Được không ha. Bé thương mẹ con quá. Ăn giận nữa. Nè. Đi khám bệnh gì không? Dạ không. Khỏe mà cơ thể khỏe hơn sao? Con người thấy sao khỏe mà? Dạ tại con bị trào ngược dạ dày á nên là ngồi đi chị. Không có ghế ngồi chị. Dạ dạ. Nên ăn ít à. Dạ dạ. Hôm nay đi xuống mà thấy ốm mà nhận không ra luôn anh Tâm. Ốm quá trời. Biết sao không? Dạ. Thứ nhất là cái tinh thần không có chồng con bên cạnh nè. Đã buồn rồi. Ủa đây có bóng đèn mở cho nó sáng sáng chú. Bắt bóng đèn này. Dạ. Còn chia sẻ của chú anh chị đây là cái chỗ ngủ nghề của hai mẹ con đây. Để chúc Phong đi vô Phong chia sẻ cho bà của bác xem. Có cái mình có cái lùm không ạ? Không được rồi, vậy được rồi. Hôm nay tình hình ổn không em? Dạ cũng bình thường anh ơi. Đứng qua đây. Anh ngồi đây nè. Rồi hôm bữa thì anh Tâm chị Ngọc có nói giống như là muốn trong gia đình hàng gắn hai vợ chồng lại thì được không em? Dạ không đâu anh.
bên kia cái chồng em nhắn tin kêu là em mà về đó là bị đuổi. Thôi giờ kệ đi, quá khứ giờ mình cứ quên đi, mình lo hướng cái tương lai đi. Mình nghĩ con mình là cái niềm an ủi thôi, chứ giờ mình cũng đã chiều sụp mình kém hiếm rồi, mà không được thì thôi con cũng cố gắng, đừng buồn. Thôi con bé nó nhìn chị chân chân luôn kìa. Ủa sao nhìn mặt bé giống mặt chị hình luôn á. Con tao đó. Dạ dạ. Gì con? Làm ghê. Gì con? Ờ nó nhìn anh thấy cưng ghê không anh? Gì con? Nhìn bà hả? Bữa nay con. Đó. Sáng giờ nó có chịu ngủ không em? Không. Dạ không, nó nghe âm hôm qua tối qua anh gọi cho em á, cái là nó ngủ, nó nghe nó trong tới giờ này. Trời ơi, nó đông chú Phong. Dạ. Chú Phong ơi. Con đông chú Phong nè. Gặp chú Phong này. Làm sao coi cho được nha. Gặp bữa nay lên đây rồi không có quà cáp gì nữa mà về chắc chết quá. Chú Phong mới buồn cho con đó. Hồi sáng giờ con ngủ không được á chú Phong. Hôm nay à, hôm nay em ăn uống được không mà sao? Dạ cũng bình thường á, tại cái bệnh cũ của em á, cái bệnh chậu ngược dạ dày á, nó kiểu như ở đây thì không thấy khác, nhưng mà ăn nó khó tiêu á, nên em ăn ít á. Nó đồ bông bữa đâu em? Đồ bông nào anh? Hôm bữa có đeo qua đồ bông không? Dạ không. Ừ, tưởng đâu tưởng đâu đẩy rồi chứ. Nó quen nhiều nhân vật quá, mà giờ có quên. Cũng đẩy nữa, kiểu chắc này là đẩy sớm chứ. Chứ tiền đâu mua sữa cho bé. Dạ. Rồi hôm nay em có về bên nhà chồng không? Dạ không. Không hả? Chồng có điện không? Dạ không. Cô có nhắn tin lên là kêu em mà về đó là nó không cho em vô nhà. Với lại nó nói là em bị đặt cho nó nhiều nhiều vào. Ờ. Ừ. Nhớ chú Phong không? Trời ơi, la nó hết hồn. Tao quên đem cái mic cho cô chú anh chị nên buộc phải la lớn. À, có cái, quá đời luôn. Có cái đồ nghề không cũng quên đem. Trời ơi. Không vậy là được nè, nó thấy mình nó không có khóc là thấy. Đó, cô chú anh chị xem nè. Nhà thật sự là nóng quá trời nóng luôn, ở dưới quê cây có hà luôn, nhưng mà hầm nè. Cười ra, Lâm ơi. Chết này nè Lâm ơi, nó cười kìa. Rồi. Lâm thấy sao Lâm? Rồi sao giờ? Ê, dễ thương quá cưng ơi. À, nhưng mà nó cười, nó ngó anh cười đó anh. Nó ngó bắt tâm kìa chứ đâu phải ngó anh đâu. Có à, hai anh chàng qua đây cũng thấy nè. À, nay anh vô anh thấy sao vậy anh? Thấy bé khỏe. Dạ, thấy thương bé nhỏ anh ha. Vậy à, cuộc sống người con gái, người phụ nữ mà sống hạnh phúc hơn nhau là ở một cái tấm chồng của cô chú anh chị. Thì bé Thảo ở đây thì gia đình không biết như thế nào. Thì bây giờ là hạnh phúc đã tan vỡ rồi. Mọi sự hàn gắn của gia đình, ba mẹ ở đây, còn có chú ở đây, với người mẹ của bé Thảo nữa, với anh Tâm, chị Ngọc và tất cả đoàn, ai cũng mong muốn là gia đình thì có thể là gắn kết để cùng chung sống mà lo cho bé nhỏ này. Nhưng là bây giờ là gần như là không còn cứu vãn được hả chú? Không còn. Chú thấy sao? Nó nhắn tin lời nói là chờ ngày nó ly dị. Là nhắn cho bé Thảo đây. Không, nhắn mấy từ của... Nhắn cho chú hả? Mấy chú. Sao chú khóc? Có điều gì làm cho chú buồn hay sao? Thì con mình không được hạnh phúc, mình buồn. Hôm bữa giờ thì chú giống như trong gia đình mình có khó khăn nhiều không chú? Khó chứ. Vợ làm suốt. Không nghĩ thế nào luôn. Cô làm công việc vừa gì vậy chú? Làm đi hái tiêu rồi làm cỏ lúa vậy ta. Đi hái tiêu, làm cỏ lúa. Chị con thấy trên phía trước có một cái đống me rất là lớn. Me là ở nhà có mấy cây me hái. Dạ, là chú hái me để lột ra bán. Bán được nhiều ký. Dạ, chú bán bao nhiêu ký? 12 ngàn. Trời ơi, me có 11-12 ngàn ký rồi chị. Lột rồi ha. Lột giá bây giờ. Mình lột rồi rồi á. Trời ơi. 12 ngàn ký hả? Còn bán me giỏ là nhiêu ký? Mấy giỏ ở đây không có bán, cứ lột một. Trời ơi, lột rồi mà có 11-12 ngàn hả? Một cây có 350 ngàn à. Bán nguyên một cây, người ta hái luôn một cây á. Một cây có 350 thôi. Ừ, còn cái trên đống đó là mấy cây?
nữa con cây này này. Con cây à? Kiểu người ta mão quá phải không? Người ta mão. Mua mão. Mua hồi Tết đó. Tết mà có giá mà còn có 350 con cây. Ờ. À. Rồi. Bé tên gì dạ, anh quên rồi. Thảo Ngọc. Bảo Ngọc hả? Thảo Ngọc. Thảo Ngọc. Thảo Ngọc. Vậy con lấy tên mẹ lót hả con? Dạ. Ừ. Mẹ lót. Nói đi, nói ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Rồi Ngọc Ngà cháu báo này nha. Nha. Nè Ngọc nữa nè. Đó. Trời ơi. Ừ, hai cặp mắt chỉ gạch. Trời ơi, cười kìa, cười kìa. Thấy cưng ghê không bà con? Mong bà con thương bé Thảo Ngọc nè. Bé Thảo Ngọc dễ cưng lắm nè bà con ơi. Thương con đi bà con, giúp con đi bà con. Nha. Hả con? Lắng nghe. Ơi, bé cũng dễ ha. Luôn. Dạ. Cười gà, cười gà. Trời ơi. Nói đúng rồi phải không? Con cầu xin bà con thương con phải không? Để bà đi, bà ôm con cái ha, ẩm đi. Bà ẩm mà thử bà. Nãy giờ tính ẩm mà không dám ẩm á. Không chị, mình đâu có tiếp xúc với người bệnh. Thì chị đâu. Sợ vậy thôi. À. Sao có dám cho chị ẩm nó không? Ừ, chứ chị ngại biết không? Biết. Gì con? Gì con? Trời ơi. Có chân chổi rồi đó. Thảo Ngọc nè, Ngọc với Ngọc nè nha ca bà con. Nhìn nhìn nhìn. Trời ơi, có ai nựng không à? Mong bà con thương hai Ngọc này nha bà con. Bà con gần xa thương hai Ngọc này. Thương Ngọc bự hay Ngọc nhỏ Ngọc đây? Ngọc bự, Ngọc nhỏ gì cũng thương giùm giùm em đi. Em cảm ơn nhiều. Cười ra trời ơi, cười nè Phong, Phong, Phong. Phong, cười nè Phong. Bà con thương giùm con đi ha. Cưng quá trời. Yeah. Quá trời dễ luôn. À, cười ra, cười ra. Cũng biết số phận á, nên là cũng dễ. Cười ra. Cười ra. Tôm tôm nhiều vậy mà sữa sùng đâu mà cho con bú. Cho ăn dầm thêm. Rồi hôm bữa giờ chồng em có hỗ trợ gì phụ em không? Không. Từ năm tháng bầu năm tháng là bác bỏ rồi đâu có hỗ trợ gì đâu. Nó phải đi ra khám hay sao đi vô nước biển rồi. Bữa giờ hình như có chuyện gì buồn hay sao mà thấy em hình như là hơi nhút nhát một tí. Thì cái chuyện vợ chồng em đổ vỡ vậy em cũng buồn. Nhưng mà cũng phải cố gắng nuôi con. Phong Nguyễn cũng nhắc lại những cái câu mà bé Thảo á, trong cái đợt rồi mà Phong Nguyễn cùng với Tấn ghi hình á. Yeah. Thì hình như là em nói là chồng em không có nghĩ bé này là không phải là con của chồng em hả? Dạ. Giúp cái con chị. Nghĩ vậy rồi sao trợ cấp được? Dạ. Yeah. Nó nghĩ vậy rồi đâu có trợ cấp. Con này giúp cái con chị nó. Dạ. Yeah. Không khác gì. Hồi năm ngoái con đem con bé kia về đây là một mình con đi làm, con lo cho bé kia có ít vàng nó bán không đủ á, con đi làm lo cho bé kia mà ông điện lên ông chửi thôi, con thiếu tả sữa cũng không gửi tiền lên, không mình con lo bé lên. Clip đăng tải lên á thì chồng em có nhắn tin là nói em là vu khống hả hay là bịa đặt hả? Không có sao nói vậy anh. Tại vì chồng em có cái tính là chồng em với mẹ giờ chồng em ngấy lắm, không có muốn cho người khác biết cái chuyện của mình á. À, vậy là bây giờ là cuộc tình hai vợ chồng giống như tình cảm gia đình là không có gắn kết được hay em? Không, mình mà cho người ta cơ hội, người ta cũng đâu cho mình cơ hội đâu. Tại vì ổng nghe lời mẹ ổng rồi chị ổng bên Mỹ nữa. Bữa mà chị ổng lên chửi trên mạng quá trời luôn. Chửi trên cộng đồng mạng, trên Facebook quá trời. À. Ai mà bên em là chỉ chửi à. À. Vậy là cái clip đó là bên những mà đối tác lấy đăng tải lên thì có những cái tin nhắn bất lợi thì cũng cái người chị đó cũng nhắn phản hồi hết. Dạ đúng rồi. Tại chị đó chị ở bên Mỹ, chị không có trực tiếp, chị chỉ nghe qua mẹ chồng kể thôi, mà mẹ chồng á cái chuyện tốt thì không kể cho con dâu đâu, chuyện xấu kể cho chị, nên là đâm ra em với chị đó cũng xích mích không có hòa thuận, nói chung là vậy. Mỗi lần mà cãi nhau là hả mẹ chồng em nói à, xúi chồng em bỏ em đi, bắt con bé kia nuôi. Má nhìn lên bà con nè. Bắt con bé kia nuôi xong rồi bỏ em rồi cưới vợ khác. Có tiền mà cưới vợ mới hồi.
Bữa giờ mẹ em đi làm thường xuyên không? Dạ thường xuyên, bữa nào cũng làm hết anh. Để có mệt lắm á, mới nghỉ hôm qua trèo lên cây me 12 giờ trưa. Mẹ em 12 giờ trưa trèo lên cây me. Dạ. Trời ơi. Rung me. Rung me. Rung mới dụng xuống á chị. Chứ nếu cái này mà trời mưa là hư hết anh. Sao mình không bán cho người ta luôn để mẹ chị cực kỳ. Tại cái cây này nó chín sâu á cô. Chín sâu nhiều ha. Ta không mua hả? Người ta mua nhưng mà mẹ để mẹ bán kiếm ít đồng mua sữa bột cho ba cháu. Không em bà ngoại ghê không? Bà ngoại đi làm suốt. Bà không? Mà leo lên, tại chú đâu có leo, chú yếu chú đâu leo được. Nên cô phải leo lên cô rung mà kiếm. Trời ơi, thấy cưng bà ngoại chưa? Bà ngoại mua tả sữa cho con hả? À, phải lên rung me đó. Con đói bụng không mà chả nước miếng rồi. À. Nhưng nó thấy chú Phong nó thèm chai nước miếng. Chú Phong mũm mỉm, chú Phong dễ cưng quá ha con. Phải không? Phải không? Nhìn vô túi chú Phong con. Nhìn vô túi. Sao anh Tâm thấy cảnh này anh thấy sao anh Tâm? Không có thôi anh ơi, hỏi kiếm anh ơi. Chuyện gia đình nhiều khi thôi không có thôi. Không giống như mỗi nhà thì nhà nào cũng có vậy thôi, nhưng mà quan trọng giờ mình phải cố gắng lên em đó, giờ sao phải ráng ăn uống hay sao cho bộ dưỡng cho mập lên, rồi sau này con nó lớn rồi phải đi làm rồi nuôi con chứ giờ đâu trông chờ được bên chồng được nữa. Dạ. Thì bây giờ mình tự cố gắng nỗ lực thôi, lo phụ giúp cha mẹ ở đây với lo con cái thôi. Chung một bước đầu là hay khó khăn dữ lắm, tại tại bé còn nhỏ, bé nhỏ, chú thì bệnh, bà ngoại thì có mình bà ngoại phải chạy đôn chạy đáo, gặp mấy ở đây việc làm cũng khó trong cái vụ thì chỉ có đi làm rẫy rồi thôi chứ đâu có công ty gì nữa. Ở đây hiếm công ty với già rồi công ty nó đâu nhận. Nhập bé Thảo ở đây chắc cũng chăm bé không chứ đâu đi đâu hả được. Ơi mới 4 tháng hả? Mới 4 tháng. Ừ, 4 tháng đi đâu. Cũng phụ ba lặt vặt đầu với tách ba cái me giá hả? Dạ đúng rồi, tối là lột me phụ mẹ. Nó nói chuyện. Nó gà nghe chú Phong hỏi à. Nó hỏi chú Phong mua me giùm con đi. Hả con? Con có sữa con uống chú Phong ơi. Nó nghe chua quá. Cưng ghê luôn. Nó nhìn Phong con không? Ở đây là căn nhà của ba mẹ ruột của bé Thảo ở đây nè. Cũng không có được. Cũng sập xệ của chú anh chị. Nhà tình thương. Nhà tình thương. Nhà tình thương. Mà trời mưa là dột hết à. Dột phải lấy nồi lao. Trời mưa là bị dột. Thì hai mẹ con thì ngủ trong đây nè. Dạ đúng rồi. Cho anh vô thăm quan được không? Được rồi, không có vô. Dỡ cửa. Dạ dỡ ra. Dạ, có dấu mà. Tiền bạc gì giống không? Dạ không, dạ. Chết rồi. Có nhiều là vô đắp vô cục cái cục đó rồi. Trời ơi, có nhiều đắp vô cục này hết trơn rồi. Cục vàng nè. Cái cục này bự hơn. Cục vàng. Nó tham quan hả chị ha? Đi tham quan đi. Trời ơi, chó cắn không á? Không chó. Chó cắn dữ sợ quá. Này, trời ơi, trong đây nó hồng quá chị Ngọc ơi. Quá trời hồng luôn á. Cái nhà ở dưới quê thì cây cối á, giống như cây này nó yếu và phải chấp những cái cây khác vô để chịu cái nhà lại. Đó, cô chú anh chị xem nè. Mối mọt nó ăn cái cây này nó cũng muốn sụm luôn à. Đó. Ở dưới quê nhầm khi con nít á thì đồ đạc cũng để hơi bề bộn chút xíu. Tại dưới quê hầu như nhà nào cũng vậy, cô chú chị, nhà Phong cũng vậy nữa. Quê gặp con nít nữa. Con nít nữa. Trời ơi, bộ hống nè. Cây cối nè, cô chú anh chị xem nè. Cây nó mục hết trơn rồi. À, bữa nay anh với anh Tâm, chị Ngọc với anh Lâm với mấy anh ngoài kia chở xuống đây á. Em thấy làm sao? Dạ em cũng mừng. Đồng, tới hỏi thăm em thôi, đâu giúp được gì đâu mà em mừng. Dạ anh động viên em cũng vui anh. Dạ. Động viên cũng mừng nè. Em mày ra động viên hoài nha Phong. Trời ơi, anh chạy từ cái nhà anh mà đi xuống đây á 4 tiếng mấy luôn. Mà từ chỗ anh Tâm chị Ngọc chạy đến đây là 3 tiếng. Nhưng mà nghe anh nói lâu quá ổng lên thăm bé Thảo với bé không biết bữa nay á làm giống như là cuộc sống như thế nào á. Nói vậy anh Tâm chị Ngọc nói trời ơi lâu quá cũng nhớ nói lên thăm nó coi làm sao. Chứ sao quá trời.
Tối hôm qua em nghe anh gọi em cũng mừng. Sao mừng? Mừng em lên thăm mẹ con em. Em thấy vậy, bà con nghèo á là cái tình cảm, tình dạ. thương đậm đà chứ không. Dạ. Nghe lên thăm thôi là mừng rồi. Chứ Phong cũng nói là không có quà cáp gì hết. Mà cũng mừng cũng vui. Bởi vậy em biết sao không? Dạ, sao chị? Mình đi có mệt cỡ nào đi nữa mà cái tình thương yêu của bà con á luôn đậm đà vậy nên mình không có biết mệt nhọc gì á. Dạ. Mặc dù đi xuống đây nè, chị Ngọc thấy là trời đang rất là mát luôn á, nhưng mà hầm thật sự hầm dữ luôn á chị. Giờ ở đây là chủ yếu là đi làm cỏ với hay đi hái tiêu. Dạ. Với mà hái mấy trái mè vậy bán thôi chứ thu nhập mà không có gì thêm á em. Dạ không. Nếu mà bé này mà nó ăn cứng cáp nó vô chịu uống xuống ngoài là em giao cho ngoại đi rồi em đi làm đi đóng chuối cũng kiếm được ít tiền mua sữa bột cho con. Nhưng mà con nó chưa có uống số ngoài được, em tập hoài rồi. Nó còn ấy mà, nó còn nhỏ mà. Xong thả đi. Với lại nó bốn tháng mấy mà. Nó bú sữa mẹ. Giống như là không có tiền nên bắt buộc phải làm á chị. Xong thả đi. Đi đó, đóng chuối hả? Đóng chuối. Đóng chuối là sao em? Là đóng rồi mình thanh niên thì vác chuối vô bồn á, xong rồi mình tái chế rồi qua dán tem rồi đóng thùng rồi đóng thùng là nam đóng. Là đóng chuối để xuất khẩu ha. Dạ, mà biết sao con mới uống tháng mấy à, dù là con rạ nhưng mà mình cũng phải giữ. Ừ, chứ còn yếu lắm, non ngày tháng nó mới 4 tháng hơn mà đâu được đi làm. Để làm qua nếu con mày còn bé ai giữ nổi. Thầy thấy ba mẹ cực quá, thấy mẹ đi làm về thấy mẹ cực khổ quá. Mẹ đi làm cũng không có đủ. Để anh coi thử là nhà cực tới cỡ nào nha. Dẫn anh vô bếp thử rồi bên đây ăn đồ ăn gì đây. Đi, dẫn anh Phong vô ăn cơm. Coi chuẩn bị ăn cái gì trong đây. Ăn cơm chưa? À, là thịt heo, vịt quay hay là heo quay gì đi, trong đi, đây đi đây. Đi anh dẫn mấy. Đi đi em. Đi. Trời ơi, nấu cơm chưa ăn đó hả? Trời tối thui vậy. Trời ơi cái nhà tối thui vậy. Còn nồi gì đây? Trời ơi ông nội ơi chị ơi. Nghiêm trọng rồi. Chị vô chị coi nè. Ăn cơm mà có một cục khô vậy nè. Trời ơi ông nội dở lên lắm. Trời ơi. Trời ơi cái nồi cơm nguyên gia đình mà, nguyên gia đình mà ăn có một cục khô vậy chị nghĩ nè. Ăn màu cơm trái nữa kìa. Trời ơi ông nội ơi. Trời má ơi. Hèn chi kêu vô dở mà ngập ngừng thì mình khó khăn mình cứ chia sẻ chứ đâu có gì đâu mắc cỡ. Ủa anh nhà mình không có nồi cơm điện à, nấu cái nồi. Có bên đây nè chị, cái nồi bên đây. Dạ, rồi sao nồi cơm nó cơm trái phép đâu. Dạ. Không dám xài điện nữa, nặng tiền nữa. Trời ơi, quá vậy. Ở đây tháng anh đóng tiền điện nhiêu mà nặng? 500 ngàn. À, ơi, nhưng mà cái nồi cơm không có đóng tiền bao nhiêu đâu, anh cứ nấu đi chứ giờ. Cao đó. Điện đây là mắc rồi đó. Nhưng mà tại đây kéo xa, câu lại người ta. À, trời ơi, câu điện của người khác. Giống như là cái chủ hộ á, xong mình tách ra là mình phải đóng tiền cho cái chủ hộ đó. Ờ, nhưng mà đóng tiền giống như đâu xa phải đóng tiền hao hụt á. Dạ, hao hụt. Phải đóng hai đó. Ờ, không phải có luôn. Tiền hao hụt nữa. Mà bây giờ em nói anh vậy nè, cái nồi cơm không có bao nhiêu đâu, anh cứ nấu cơm đi chứ anh nấu vậy cái về nó không cháy là cả lon gạo rồi dục hết. Tại không canh. Phí nữa. Ừ, anh Tâm cũng ẩm được bé luôn hả? Trời ơi, ông đây, ông đòi ẩm á. Ủa, anh Tâm đòi ẩm hả? Ừ, ông kêu đưa đây anh ẩm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Bé bữa nay đúng luôn á, biết luôn á, biết bắt Tâm luôn á. Sao em không ai ẩm em hết chứ vậy? Chơi chô trà kìa con. Ẩm là gì nổi ẩm. Hồi nãy giờ con nói chung chuyện buồn cũng nhiều quá, bây giờ nói chuyện cho vui vẻ chút xíu, cô chú anh chị ơi. Bé nó cũng biết lựa bắt Tâm nó ẩm không? Không, ẩm đâu. Đâu anh xích lại thử coi bé nó chịu không? Thôi mà anh Lâm hút thuốc dữ quá, anh Lâm mình đừng ảnh hưởng bé anh Lâm ơi. Không, cái kho tiền của đây nó biết. Chứ em đâu có chịu. Dạ đi con. Dạ đi. Trời biết dạ là nói gì. À, tiền. Để bà hầu ông với mày nha con. Ở đây nóng gì sao nó chịu nổi. Nóng ghê luôn á. Gì con? Nè, bà cho con nha. Chị, mà để mình ra mình khảo sát coi còn cái me nào không chị? Mẹ. Sẵn quay cho ông bà cô bác xem. Con cái me kia còn trái. Bán trái mùa được 350. Một cây á. Hết cây luôn.
Nhưng mà leo lên cây me này á, Dung á, Dung mà nó nói thiệt chứ Phong, mà đã leo lên cây me Phong nhúng rồi, thiệt cái ruột muốn thòng luôn á. Tại vì mình phải là cây me này mẹ em trèo lên đây. Xích dao vào đây luôn á. Nè, ở đây hình như là ở nhà mình lụm dây chai nữa phải không em? Dạ. Lụm dây chai bán đó hả? Dạ. Làm đúng nghề hết, đúng nghề chứ. Đúng ra làm nhiều nghề là giàu lắm mà sao kỳ không hiểu luôn. Không đủ. Không đủ luôn. Không đủ sữa cho bé nó ăn cơm với khô. Trời ơi. Vậy xanh lẻ mà ăn kiểu ông đó. Nội nhà. Bây giờ con mèo cũng ốm luôn. Kìa, chỉ con mèo ốm nheo kìa. Thôi tao sợ con bé này bé Thảo với bé à. Thảo Ngọc ốm thôi, con mèo ốm cài nó đi. Chứ giờ biết làm sao. Con người lo chưa xong nữa lo con mèo. Không lo nổi luôn. Vì sao? Tại nó gì nó cưng mấy động vật á. Dạ, dạ. Nó cưng nên nó thấy là nó. Dạ, chứ mà chủ nhân mà còn khó khăn mà sao mấy con động vật mà khó chủ ăn gia, được. Chủ gia mà còn không no đây, không lành đây sao tới động vật được. Trời ơi. Anh Lâm mình nhìn kỹ bé nè, bữa nay á ốm nhiều dữ lắm. Tại vì á mình đi xuống lâu mình lắm mình mới xuống một lần á chị. Nên là mình xuống mình nhìn sơ mình biết liền. Ê, nay chắc nó chắc con có cân thử mấy ký không Thảo? Dạ chắc 4 ký 2 ký. Dạ. Nhưng mà dạ. Tại vì nó cao á, nhìn cao. Nó cao. Em tưởng nó 25 ký hả? Không, chị tưởng ba mấy đó mà nó nói 40. Nhưng mà tại vì cao nên nhìn ốm quá trời. Bây giờ mình dán mình nó cắn chu lỗ tai chết luôn. Ăn uống như thế nào á cho mình khỏe, trẻ, đẹp da để cho chồng mình á thấy rồi mình mới mốt mình còn tương lai lâu dài nữa đúng không? Chứ mà suy nghĩ và buồn và tàn tạ nữa thì không được. Trong giờ em cũng đỡ buồn rồi. Giờ lo cho bé, suy nghĩ lo cho bé. Nếu bắt được bé kia về thì em cũng vui. Là tính bắt bé gái kia về luôn hả? Dạ. Ở đây thì bé Thảo là có tổng cộng là 2 đứa. Bé gái lớn thì bé nhiêu tuổi anh quên rồi. Dạ, 3 tuổi mấy. 3 tuổi mấy. Còn bé này? Bé này mới có 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi thôi. Dạ. Trong khi đó là mới sanh ra là bị chồng á, là giống như là lúc đó là em tự đi đúng không? Dạ. Tại buồn quá chị anh ơi, lúc đó em nhờ gần như bị trầm cảm mà. Tại bên mẹ chồng với chồng nói suốt ngày em không có nghe nổi. Nói chung là tư tưởng của cái người phụ nữ mang bầu không chịu được. Cứ ăn rồi tối ngày nói không, em nghe không nổi, mà ngủ cũng không được. Vậy là em cũng muốn trong cái tương lai là nếu có điều kiện thì em cũng dước bé gái về đây luôn. Dạ đúng rồi, cho nó có chị có em. Quan trọng là chồng em có chịu hay không á. Nhưng mà nếu mà được như vậy thì nhà em phải có điều kiện trước. Nhưng mà anh thấy tình cảnh vậy cũng hơi rất là khó đó. Nhưng mà em cũng phải cố gắng gắn anh. Thôi mình vô bên trong ha. Đưa con bé đi về. Nhưng mà bây giờ chị nói em về nè. Cái tình mẹ thiêng liêng. Em suy nghĩ vậy là rất là tốt mà hợp với lại cái đạo lý nữa. Mẹ thì chăm con thì tốt hơn cha. Nhưng mà bây giờ tùy theo cái hoàn cảnh đi. Ta như cái giờ cái hoàn cảnh mình về mình lo bé chưa xong nữa. Thì để cho chồng em thì nói chứ tình mẫu tử mà. Ai cũng vậy, cha cũng vậy, mẹ cũng vậy. Ai có điều kiện thì chăm sóc cho em đỡ cái phần vất vả đi. Chứ còn nếu mà sau này thì cái tương lai thì mình em khá giả lên thì cái chuyện đó không nói. Còn bây giờ trước mắt là đừng có lo nghĩ về đứa con lớn nữa. Tại vì có ông nội với cha chăm chứ đâu phải người dưng đâu. Mình cũng đỡ cái phần đó thì đừng có lo. Và cứ lo sức khỏe của mình trước cái đã. Em có... Con bé kia là một tay em chăm á chị. Thì biết rồi. Ai mà không thương. Nhưng mà bây giờ cái sức khỏe em như vậy rồi thêm đứa bé này nữa mà em lo nghĩ về đứa con lớn nữa thì khổ tâm dữ lắm. Đừng có lo nghĩ. Tại giờ hoàn cảnh chứ đâu phải mình mẹ là mà mình bỏ con đâu đúng không anh? Tự hoàn cảnh, tùy theo cái hoàn cảnh đi cưng. Chứ là để nữa khá giả rồi tính tới. Sao? Chứ giờ đừng có suy nghĩ vậy. Giờ chưa giờ có. Nó cũng lớn rồi. Nó nuôi mà có gì đâu. Bà nội nuôi rồi, bà nội cũng thương rồi, cha nó cũng là cái thâm tình. Máu mủ ruột rà nó mà chừng nào người dưng á mình mới lo. Miễn là chu đáo là được. Coi như ai có điều kiện tốt hơn thì chăm. Nhưng mà thí dụ tính ra vậy thì cha nó cũng có cái trách nhiệm với đứa con thì cũng được đi. Em đừng có lo cái phần đó nữa nha. Giờ cứ là... Cho bé nó có đau bụng không em? Có đau bụng không? Mới cho nó bú. Con. Tí ăn bột.
Nó giàu con thì cũng ốm nhơm ốm nhách, ăn cơm thì có chỉ có khô không, không có gì ăn. Mà muốn lo cho con gái lớn nữa như con vậy. Trời ơi nó cười. Sao? Cảm ơn bà đưa cho mẹ rồi đó đúng không? Ừ, hả? Trời ơi. Lỡ kêu mình nói chuyện cười cưng ghê. Dạ. Dễ thương vậy mà mình sao ba bỏ tội ghê không? Sao? Hả? Thôi mau lớn đi nè. Ráng ăn nhiều vô, ngủ nhiều vô, lớn lên rồi cái là kêu ba ba. Là ba nghe là ba sẽ lo cho con, ba về với con, mẹ con hen. Trời ơi, nhiều chuyện ghê luôn chưa? Như con. Ừ. Phải không? Ôi, cưng cưng ghê không? Cười vậy là không có nghèo nổi đâu. Vậy vậy. Cười về là tiền vô đó. Nãy giờ ra đâu có ấy đâu cười không à. Cười cơ à nữa. Không khóc không? Nó khóc. Thế anh nghe nói hình như là ủa hôm bữa là có rất là nhiều cô bác với mà những người là xin số điện thoại của anh với bên Tấn là xin số để cho, thì có liên hệ với em gửi quà đồ nhiều không em? Dạ cũng ít, anh cho gửi sữa tã cho bé, có người giờ cho được 2 triệu, còn có người mua tiền tã sữa cũng 5 triệu á, nhưng mà xài từ đó tới giờ cũng hết rồi. À. Dạ. Tắm rồi dầu gội cho bé này nọ. Ừ. Dạ men. Dạ tí anh lấy ít về nó canh chua. Trời ơi. Bấm nhau. Ừ. Ô. Ừ. Cười nữa. Cười đó. Đã ghê hơn. Cười suốt à. Ba lấy cái bọc quá ba bỏ cho con Ngọc ít cho anh Phong miếng về nấu canh chua ăn. Ngày bữa nay anh với anh Tâm, chị Ngọc với anh Lâm lên đó thì em có muốn chia sẻ điều gì đó cho tụi anh biết không? Dạ. Em thì giờ hiện tại thì đang là chăm cho bé này, nó cứng cáp, nó ăn uống đầy đủ đi rồi. Em thời gian chắc bé này nếu mà em đi làm được thì chắc phải nó phải 1 tuổi rưỡi hoặc 2 tuổi mẹ mới cho đi làm. Tại bé này nó bú mẹ, nó đâu có chịu bú ngoài đâu anh. Đút được muỗng anh. Đúc từng muỗng sữa mới chịu. Dạ. À. Hai bé là cưng quá. Bột thì đúc nó ăn, còn mà sữa thì nó uống xong rồi nó ọc á. Cái tỷ hệ tiêu hóa nó chưa được tiêu á, ăn bột. Mà uống thiếu thốn vậy sao có sữa cho bé bú em? Dạ thì cũng phải ráng chứ anh, hoàn cảnh mà. Hoàn cảnh khó khăn sao ăn đủ được. Có tiền nhiều là em để dành mua sữa tã cho bé rồi thuốc men cho bé chứ đâu có dám xài đâu anh. À, tính ra bé Thảo nay em bao nhiêu tuổi rồi? Anh quên rồi. Dạ em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Dạ. Có 2 đứa con rồi. Dạ. Dạ. Hạnh phúc nó lỡ như vậy rồi cũng dám săn sóc con cái chứ biết sao giờ. Dạ. Còn mẹ thì sợ giống như là em làm, giống như là còn non tháng nó không có đi làm. Dạ mẹ không có cho đi làm. Nhưng mà em thấy mẹ ấy quá là nhiều lúc em cũng muốn đi làm. Bé này mà uống sữa ngoài là em đi làm kiếm ít tiền xả tả sữa cho bé. Ừ. Thì thôi giờ chuyện cũng đã lỡ rồi thì gia đình bên chồng em á, thì mình cũng đừng nói tới những vấn đề mà mình bệnh đó ha, chủ yếu mình lo cuộc sống thôi. Tại vì ai làm gì thì tự nó hiểu thôi. Giống như em, nếu em làm sai làm chật là không đúng thì em cũng tự hiểu thôi, với tự quyết định cuộc sống tương lai của mình thôi. Ừ. Thấy mà bé nhỏ mà thấy thương quá. Sao gì vậy? Có tâm trạng gì không? Dạ cũng buồn. Buồn chuyện gì nói hết đi rồi cho dạ, nó thoải mái. Nhiều đêm em nằm suy nghĩ em buồn. Em cầu cho em lúc nào em cũng cầu xin cho 2 con em nó khỏe mạnh hết á. Với lại em bắt được con bé kia về thì em mới vui nổi. Đứa ở đây đứa ở kia em nhìn đứa này là em rớt nước mắt đứa kia. Nếu bắt bé kia thì em phải từ từ, em có chứ phải có điều kiện mới được. Dạ, dạ đúng rồi. Mới được chứ về sao em nuôi một đó một bé mà em nuôi không nổi nữa sao em nuôi 2-3 bé. Từ nhiều lo nuôi con nhỏ rồi nè. Chứ bây giờ em nè, trước nhất là em cũng với con em cũng là một cái
cái phần gánh nặng cho ba mẹ một phần nào đó. Thì bây giờ nếu mà dước thêm bé kia nữa chắc chắn là thêm một cái vấn đề mà ăn uống gia đình nữa. Nhưng mà anh nghe nói là bên chồng em thấy cũng có điều kiện, thì trước mắt thì mình cứ để cho chồng em với bên nội nuôi cũng săn sóc cũng máu mủ không. Tại bên đó không cho em liên lạc, không cho em liên lạc với bé kia, không cho em gọi. Ok đi em ơi. Nếu mà em mà được nuôi bé kia, em mà bà được bắt bé kia về, em cũng cho chồng em tới nuôi thăm nuôi con. Nhưng mà con em nó còn nhỏ, em muốn chăm sóc hai bé. Còn chồng em muốn tới nuôi thăm con thì em vẫn cho. Rồi nuôi tới con, chăm sóc con tới 18 tuổi thì con tùy theo quyết định của con thôi. Còn mà bên kia mà nuôi bé kia là không cho em liên lạc. Nếu mà ly dị á, mà bên kia được quyền bắt con á, là không cho em tới lui, cắt đứt liên lạc với em. Nhiều hai bên cắt đứt liên lạc luôn ha. Bé có đói bụng không em ấy đi. Em ấy cho bé nó ăn uống đi em. Dạ. Em đi lên phía trên hay cho không. Ủa gì chị? Dạ dạ. Tại con bé đang bú sữa nên em vòng lên đây. Đây nè. Lên, dạ. Mua mớ me đem về chi con mượn hết nè. Dạ dạ trời. Nè, đang đổ cái rổ nó vô đây đi anh. Trời, cái nhà chút xíu xíu à. Hôm nay còn hầm hơn dưới. Đi anh. Nó chua quá vậy, nó còn chua chứ lại. Nó chua lắm hả chị? Chua dữ lắm. Trời ơi, chua là em khoái lắm ạ. Ừ, khoái nó cho mày mớ hút mày mớ. Đến bao ra đây năm, đến cho anh đi ra. Đổ vô. Mẹ, em kia anh mới ăn chuối chứ. Nè, lên đó ngồi sát nè, ổ vô. Anh Tâm mà đổ mồ hôi ướt áo luôn à. Quá trời, nhiều này nóng lắm. Nhiều đây anh nói anh cũng, bán à. Cũng hên nó là có mấy cây me để bán đó anh. Mình đất đây ngọt hay xa đá đá. Dạ. 22kg thôi. Tính 22kg thôi hả, cho mão, bán mão đúng không? Trời ơi. 22kg mà. Ồ, nặng lắm à. Tính cho anh nói 11, 12 ngàn ký, mình tính 12 đi. Dạ. Hay là nhiêu tiền, tiền anh tính đi. 12 được rồi. 12 là nhiêu tiền? Để anh tính bao nhiêu tiền. 22 ký đó anh tự tính đi. 22 ký đó chú tính nhiều tiền. Ừ, chú tính thử anh chị. 10 ký là ăn chịu giỏi đó chú ơi. Không phải. Không phải em biết sao không? Dạ sao chị? Anh nói cần có 11 12 ngàn ký mà phải chạy ra lúc ngoài xa chở đi á, nên chị thấy vậy thấy thương quá, chở đi cực thôi để chị mua mão về cho bà con mượn ít. Nhiêu tiền? Từ 20 ký mà 12 ngàn ký. Rồi tự tính đi. Trời ơi. Chú quá trời tính không giao luôn. Vậy cô chú anh chị ơi. Không lấy mấy điện thoại để tính mới được. Trời ơi. Cô chú anh chị xem 20 ký mà 12 ngàn 1 ký mà chú tính không anh giao luôn. Anh 22 ký đúng không? 22 ký. Ừ, anh 22 ký rồi, ký. Tính đi, anh cứ tính đi. Mà lấy nói thiệt em cũng chưa tính giao nữa. Tính đi. Em cũng chưa tính giao. Có gì đâu. 20 ký là 240. Ừ, đúng rồi, 240. Ừ, thêm 2 ký nữa 24 ngàn nữa. Là nhiêu? Đâu có tiền tính khác, anh em tính chưa giao nữa. Có gì đâu. 264 ngàn. Rồi 264. Sao để dễ chứ, dưới chỗ em nó là 30 ngàn á. 264 thì giờ anh thấu anh đưa em thêm 200 nhiêu quên rồi. 264 thì đưa cho 36 ngàn là thiếu, thì thiếu chẳng 250. Làm gì 264, 264 đúng rồi, đưa nhiêu nữa đi cho chẳng đi. Em nợ anh luôn, mà mốt ra lần nữa trả. Cho chẳng. Không giờ đưa xa xôi nha, đưa chẳng 500 luôn á. Là nặng em đổ xăng em đi về. Sao? Dạ anh đưa em thêm 200 mấy nữa đi, 230... 260, đưa 240 đi. 240 nữa đi. Ừ, 240 đi là đủ 500 là thiếu. Ừ, là em nợ anh chẳng 500. Rồi bữa nào đâu, ra đâu, trả. Đâu có tiền đâu. Trời, chú cũng không có tiền. Không có tiền, chú có tiền không chị ơi. Rồi chú nói hồi giờ sách về luôn đi, gọi tính tiền. Rồi. Tính nó lằn nhằn mà không có. Hết đòi nổi luôn. Anh lấy gì em cột miệng làm em đi. Dạ, cột lại đi chú. Rồi, bởi vậy miệng đi rồi thôi mua về cho người ít chứ anh biết, cỡ đi 22 ký này lột lâu lắm luôn á. Ừ. Nhưng mà ở đây sao dễ quá, ở chỗ em là 30 ngàn á. Em biết sao? Sao chị? Phải chở đi xa bán nữa. Dạ. Ừ. Xa lắm chứ đâu phải ấy, nên thôi giá vậy. Bên Tâm anh hỏi mua chi giữ rồi em có ăn đâu, nó kệ mua cho người ít. Chứ tụi mình cũng chở đi. Một cái bao này em nói thiệt chỉ lột 3 ngày chưa chắc xong nữa chị. Ừ. Làm gì nước me gì đá đó. Ừ, đá me. Dạ. Rồi. Trời rồi vậy đó cho mình lên đi. Chồng mà cái me nó có trái xong rồi dung vớt xuống xong rồi phải lột ra. Một bao như vậy 22 kg có 200 mấy chục ngàn.
Thôi xuống bà con nào trao tình thương yêu gì đó rồi xong xong rồi đó. Dạ, dạ, đi. Em đi đi. Mày chú sĩ mày đi, tao theo hậu đóng mày thôi chứ. Em bé nó bú nó ngủ luôn cô chú anh chị ơi. Giờ nó mới chịu ngủ đó, sáng giờ không chịu ngủ. Trời ơi, hèn chi nó ngủ giờ, giờ nó ngủ biết tối. Nó buồn ngủ, nó quạo, nó khóc. Con ghê chưa? Trời ơi, đã ghê chưa? Tại bắt ông nó mơ giờ mới ngủ mà. Giật mình, giật mình. Dậy đi con, dậy nhận quà. Thôi, thôi, thôi. Nhận quà đi. Không sao, không sao, để nó nằm đi, bà con thông cảm rồi. Đuối qua này rồi, chiều tối nó đâu ngủ đâu. Nhà nó xuống đây nó mừng á. Đây, giờ nó gặp mặt rồi nó vui rồi.